Mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới an vui và hạnh phúc. Trong mỗi chúng ta đều chứa cho năng lượng mà vũ trụ ban tặng. Nó được ẩn chứa trong từng tế bào của cơ thể, từng cơ quan hệ cơ quan và được gắn kết với nhau tạo nên sự vận hành của sự sống trong mỗi chúng ta. Thế nhưng, để biết được trường năng lượng đó lớn mạnh ra sao, chúng ta cần căn cứ vào cái ý nghĩa tiềm ẩn của chúng, đó là trong đường đời và vận mệnh của mỗi con người. Theo nhà bác học Pythagore, cha đẻ của môn số học, thì trong mỗi con số được tiềm ẩn trường năng lượng mà vũ trụ ban cho. Bởi vậy, trường năng lượng đó được ẩn vào ngày tháng năm sinh cũng như họ tên đầy đủ của mỗi chúng ta. Đây chính là công trình nghiên cứu khoa học mà đã được các nhà khoa học công bố rộng rãi những năm trước của thế kỷ 20. Bởi vậy mà chúng ta thấy rằng đây là một bộ môn mà chúng ta cần có sự phổ biến cũng như là áp dụng để giúp cho con đường của chúng ta đi được thuận lợi hơn trên đường đời của mình. Hôm nay Huệ sẽ chia sẻ với chúng ta về một con đường đời của một em có con đường đời và vận mệnh cùng nhau. Đó là vận mệnh và đường đời cùng mang con số 5. Em có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Trúc, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1981. Chúng ta cùng đi phân tích cái biểu đồ ngày sinh của em như sau. Em sinh vào ngày 21 chứng tỏ rằng em là một con người rất thực tế, có giàu tình yêu thương cũng như là sống một cuộc sống rất vui vẻ. Khi chúng ta biểu diễn các con số trên biểu đồ ngày sinh, em có 4 con số 1, 1 con số 2, 1 con số 8 và 1 con số 9. Vậy nhìn vào biểu đồ ngày sinh của em ở đây, chúng ta nhìn thấy cái trường năng lượng của em nó có những con số thì dư. Đó chính là con số 1, em có 4 con số 1, thể hiện cho cái tôi của em rất là lớn. Cái con số 2 thể hiện cho em là một người có cái khả năng trực giác tâm linh rất cao. Con số 8 thể hiện cho tinh thần lãnh đạo. Và con số 9 thì biểu hiện cho em là một con người có mục tiêu ước mơ cao cả. Và như vậy, khi chúng ta sinh ra thì chúng ta sinh sẽ có những cái chu kỳ năng lượng của mình. Em sinh vào cung khí, chính xác tính cách của em cũng như là con người của em có khí chất cao cả. Em sinh vào cung thiên bình, đây là một trong những cái cung mà có cái cảm xúc được cân bằng. Em có khả năng cân bằng cảm xúc rất là tốt. Khi chúng ta biết trên cái đường đời của mỗi người thì được đánh dấu bằng lúc sinh ra và đến khi mất đi. Và chúng ta thường đi qua 4 cái đỉnh cao như sau. Cái đỉnh cao thứ nhất sẽ có đánh dấu một cái bước trưởng thành của mỗi con người. Đó chính là đỉnh cao ở tuổi 31 của em. Ở tuổi 31 đây chính là đỉnh cao số 1. Em sẽ mang con số 4. Trường năng lượng của con số 4 là năng lượng về vật chất em cố gắng sẽ đạt được. Và có cái sự tăng trưởng về cái vật chất của em. Đến đỉnh cao số 2 ở tuổi 40, em vẫn mang con số 4. Như vậy là trên con đường đời của em phấn đấu về cái sự nghiệp vật chất của em rất là có một cái chặng đường rất là tốt. Và em cố gắng thì cũng sẽ đạt được, bởi vì nó đều là cái đỉnh cao ở cái tuổi trẻ phấn đấu cho sự nghiệp, từ tuổi 31 cho đến tuổi 40. Tiếp nữa là đến tuổi 49, đây là đỉnh cao số 3, em mang con số 8. Con số 8 thể hiện cho em là một con người có cái sự thành công, độc lập về trí tuệ và thành công. Cái sự thành công ở đây không chỉ mang lại cho em về vật chất, mà thành công ở đây còn mang lại cho em sự thay đổi về nhận thức, thay đổi về trí tuệ. Và cái sự thành công này sẽ mang lại cho em sự toàn vẹn hơn cả về trí tuệ và vật chất của mình. Đến đỉnh cao số 4 là đỉnh cao ở tuổi 58, em mang năng lượng con số 2. Con số 2 thể hiện cho em một lần nữa là cái khả năng tâm linh trực giác của em rất phát triển. Cái sự phát triển này nó sẽ giúp cho em khai mở thông thêm trí tuệ của mình. Và cái trí tuệ này thì nó được đón nhận là từ vũ trụ mang lại, đó là những cái quy luật của tự nhiên mà ít người chúng ta có thể biết được. Thế nhưng khi chúng ta đón nhận được rồi thì chúng ta cảm nhận rằng cuộc sống của mình nó rất an bình, bởi vì chúng ta sống thuận theo tự nhiên. Và đây cũng chính là một cái tuổi mà em sẽ đạt được cái tuổi viên mãn sau cái tuổi 58 của mình. Thế nhưng cái tuổi viên mãn cũng như là cái tuổi thành tựu của mình đạt sớm hay muộn là do chúng ta có cái sự phấn đấu trong cái đường đời của mình nhanh hay chậm. Bởi vậy mà con đường đời của em là con số 5, thể hiện cho em là một cái người có khả năng năng lực diễn đạt cảm xúc toàn vẹn. Em có thể thu hút được rất nhiều người xung quanh của mình, bởi vì cái khả năng kết nối của em rất là cao. Em luôn luôn thôi thúc tìm kiếm cái sự tự do của bản thân mình cũng như là khám phá chinh phục cái thử thách. Bởi vậy mà đặc điểm của con người của em là em có khả năng giao tiếp rất là tốt, là cầu nối thu hút mọi người, luôn luôn vui vẻ và linh hoạt cũng như là đa năng trong mọi công việc. Em thích tận hưởng cái sự tự do, không thích sự gò bó, hay có những cái quan điểm định hướng của mình, thích đi du lịch hay là thích theo những cái chiều hướng mà mang tính chất phóng khoáng tự do của mình.
Em cũng là một người có trực giác tốt, do vậy mà tư duy nghệ thuật của em rất cao. Em có khả năng đón nhận những cái khả năng mà vũ trụ đưa đến cho em, nó mang giá trị về nghệ thuật tự do. Đấy, em là người quyết tâm theo đuổi cái đời sống vui vẻ. Nhưng đôi khi chính cái đời sống vui vẻ em, mục tiêu của em, nhưng mà em sẽ có những lúc mà mình thiếu tập trung vào cái công việc, làm cho công việc của mình nó có thể có những cái thiếu sót và mang lại cái hiệu quả không cao. Thế thì với cái tâm tính như vậy thì mình cần phải có những lúc mình có những cái sự tập trung vào cái chuyên môn cũng như là vào cái vấn đề mình đang cần nghiên cứu. Thì đối với cái con đường đời của mình thì khám phá, chinh phục và tìm kiếm tự do, đây là cái mục tiêu của cuộc đời của em. Thế để bù đắp cho em được cái con đường như thế thì em cần có những cái phương tiện. Cái phương tiện này chính là cái vận mệnh mà em cần phải đạt được. Vậy cái vận mệnh chính là cái ngày gọi là cái họ tên đầy đủ em có Nguyễn Văn Trúc. Thì khi cộng tất cả các con số trong họ tên của mình vào thì em mang con số 3 là con số linh hồn, là một người rất quyến rũ. Con số 11 là con số tính cách, lại thể hiện em là một con người khiêm tốn, thân thiện, hòa nhã và luôn luôn mang cái sự vui vẻ đến cho mọi người. Khi chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ được con số vận mệnh của em mang con số 5. Một lần nữa con số 5 lại được thể hiện trên cái biểu đồ, bản đồ đường đời vận mệnh của em. Con số 5 ở đây em vẫn luôn luôn có một cái sự thôi thúc cho mình, cái sự tìm kiếm cái sự tự do mạo hiểm đó. Và em cũng là một người rất sáng trí, mau lẹ và cương quyết cũng như là giàu nghị lực để thực hiện cái con đường của mình. Công việc của em thì tất nhiên là thích tận hưởng cái cuộc sống mới và thích hợp với công việc sáng tạo, di chuyển và có cảm hứng. Em làm việc gì em cũng cần phải có cái sự cảm hứng cao thì công việc nó mới hiệu quả tốt được. Và trong tình yêu thì em là một cái người thu hút cái người khác giới rất mạnh mẽ và có tình cảm mãnh liệt cũng như là lãng mạn và phiêu lưu. Với những cái đặc tính như trên thì nếu như em để cho cái tôi của mình nó phát triển quá lớn hoặc là cái sự phiêu lưu của mình quá mạnh thì mình lại có thể không đạt được những cái mục tiêu đường đời của mình. Khi mình xuống đây mình đã cam kết, linh hồn của mình đã cam kết rồi. Do vậy mà khi nhìn vào biểu đồ ngày sinh em cần có một số cái bổ sung. Cái bổ sung thứ nhất là em cần phải bỏ bớt cái con số 1 của mình đi. Cái bỏ bớt đi để cho mình hạ cái tôi của mình xuống. Vậy bỏ bớt bằng cách nào? Có nghĩa là chúng ta chịu lắng nghe. Chúng ta hãy học cách lắng nghe. Lắng nghe ngay chính những người xung quanh, nhưng lắng nghe thứ nhất là lắng nghe bản thân mình. Những cái sự phóng khoáng của mình, những cái sự thích phiêu lưu tự do của mình, đôi khi mình phải kìm nó lại để mình có sự lắng nghe cơ thể bên trong của mình. Đó chính là lúc em phát huy cái trực giác tâm linh của mình cao. Thứ hai nữa là em có thể viết ra. Cái sự viết ra nó cũng sẽ mang lại cho mình cái sự bình an. Có nghĩa là nó sẽ mang lại mình giảm bớt những cái mà mình suy nghĩ nó bột phát ra, thì mình viết ra nó sẽ đỡ hơn. Đó. Vậy khi chúng ta bỏ bớt con số 1 đi thì chúng ta sẽ có được cái sự cân bằng trong cảm xúc của em một cách tốt hơn nữa. Bởi vì em cũng đã là người có sự cân bằng rồi nhưng nó sẽ tốt hơn. Và tiếp nữa là bổ sung con số 5 trong cái cột mục tiêu của em. Đấy, nó thiếu số con số 1 thì dư, con số 9 thì có, nhưng không có cái cầu nối, đó là con số 5. Vậy khi bổ sung con số 5 vào thì em sẽ đạt được cái cầu nối giữa 1 với 9, gọi là mục tiêu quyết tâm của mình đạt được mục tiêu đó. Bởi vậy mà con số 5 ở đây là con số cân bằng, kết nối giữa hai con số 1 với con số 9, lại kết nối giữa con số 2 với con số 8. Do vậy biểu đồ ngày sinh của em nó sẽ có hai cái cột, một là cột quyết tâm thực hiện mục tiêu, hai là cột cân bằng cảm xúc một cách tốt nhất. Bởi vậy mà con số 5 chúng ta sẽ bổ sung bằng các cách sau. Cách thứ nhất là em đã có cái khả năng rồi đấy, có nghĩa là em đang mang con đường đời số 5 rồi. Thì cái sự quá cao của con số 5 này nó sẽ dẫn cho mình đến cái sự phóng túng tự do. Thì bây giờ mình sẽ làm cho con số 5 của mình nó cân bằng lại. Đó chính là em hãy có một cái giải pháp, đó là cân bằng thân tâm. Cân bằng thân tâm ở đây là như thế nào? Có nghĩa là em, cái thể chất của em, em chăm sóc cho cái thể chất của em tốt. Thứ hai nữa là em có cái sự điều hòa cơ thể của mình một cách tốt nhất. Tiếp nữa là em có thể bình tĩnh, thiền định, hay nói cách khác là mình tập trung trong cái vấn đề hiện tại của mình cần giải quyết, để cho mình có một cái sự sáng suốt trí tuệ nhất trong cái vấn đề giải quyết đó. Bởi vậy mà trong cái con số 5 của em nó sẽ giúp cho em có những cái cầu nối như vậy, nên em có cái khả năng tiếp thu cũng như là cái khả năng mà phát huy được cái khả năng của mình một cách tốt nhất. Đó, như vậy là trên con đường đời của em và vận mệnh của em,
thì khi có con số 5 vào và bỏ bớt con số 1 đi thì mình sẽ có một cái kết nối, nó trường năng lượng trong biểu đồ ngày sinh của mình nó vững chắc và nó bền chặt hơn. Thế tuổi mà em gọi là tuổi viên mãn, tuổi thành tựu của em, khi chúng ta cộng hai con số vận mệnh và đường đời vào là 5 cộng với 5 thì thành 10, chính là con số 1. Con số 1 thể hiện cho em là cái tính độc lập và sự đền đáp của em sẽ được đền đáp khi em có cái đường đời đi trên con đường đúng và thực hành trên con đường đúng, cũng như là em sẽ được công nhận, bởi vì số 1 là số của sự thành công về công nhận. Do vậy mà với cái đặc điểm của em như trên thì chúc em sẽ có được những cái bước đi một cách là toàn vẹn hơn để giúp cho em đạt được cái mục tiêu cuộc đời là tuổi viên mãn và an vui. Chúc em luôn luôn hạnh phúc, và em cũng là một trong những người đàn ông mà có những cái tố chất mang lại cho mình những cái sự khác biệt so với người khác, nên em cần phải có biết mình, tìm hiểu chính về mình và từ đó phát huy cái mình đang có rất là tốt. Nhưng mình cũng cần phải bỏ bớt đi những cái mà mình vẫn còn, làm cho mình có một cái sự không được bình an, làm cho mình có một cái sự gì đó mà nó luôn luôn có sự, người ta gọi là thôi thúc mông lung trong cái cuộc sống của mình. Thì em hãy cố gắng để mình cân bằng lại. Thế thì trên đây là cái biểu đồ đường đời và vận mệnh của em dựa vào hai cái con số, đó là số ngày sinh và con số họ tên của em. Thế chúc em luôn an vui và hạnh phúc. Và xin cảm ơn em.